Xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ mình đang đứng ở cái chỗ cũng khá là cao ở trong nhà máy này. Thì ở cái chỗ này mình có thể quan sát được hết luôn từ trên xuống dưới. Rất là rộng nha. Đây là toàn bộ cái hệ thống máy chà. Máy chà này có 9 hộp số nha mọi người. Phía bên đây thì vẽ ba lông. Còn cái này là nhà trấu nè. Nhà trấu này cũng không lớn lắm. Trấu này chủ yếu là để chạy cắm nghiền. Đây là hệ thống cắm nghiền phía bên đây. Đó. Này bên này cắm nghiền. Vừa chạy cắm nghiền mà vừa bán trấu á mọi người, trấu xá, trấu bao. Đây là toàn bộ hệ thống bồ đài, băng tải, rồi vít khoan. Thì cái dàn máy này nó nhìn nó hơi rối một chút xíu, tại vì do là tiết kiệm cái diện tích cho nên là không có làm cái dàn máy nó thẳng, nó tải dài. Mà cái dàn máy này là làm theo kiểu mà hình chữ U á mọi người, cho nên là nhìn nó hơi bị rối mắt. Còn bên đây là kho gạo nè, kho gạo với lại cắm nghiền thì chắc phía bên này, phía bên trong là cắm nghiền gạo bên đây. Thì cái kho gạo này bên kia cũng có một kho gạo nữa lớn hơn kho này. Nóc nhà mạng nhện với lại bụi cám bám rất là nhiều. Ở trong nhà máy thì rất là dơ nha mọi người, rất là dơ và bụi bặm ngứa nữa. Còn đây là trấu nè, làm ở nhà trấu thì rất là nguy hiểm. Hệ thống bồ đài rất là chằng chịt nha mọi người. Nhìn nếu mà mình phải biết đường đi các thứ thì mình mới hiểu rõ, còn không thì mình nhìn mình cũng chẳng biết nó là cái gì. Máng rồi ống rồi rất là nhiều thứ. Hệ thống của nó khá là phức tạp. Nó không có được thoáng những cái nhà máy mà nó thẳng một hàng á mọi người. Dàn sai dàn trắng mà nó thẳng một hàng là mình nhìn rất là dễ, còn cái này nó gói gọn vô cái hình chữ U cho nên là nhìn nó rất là khó nhìn. Với lại chạy nó cũng không có được nó cũng không có được dễ chạy giống như là những cái dàn máy mà nó thẳng hàng. Dàn máy thẳng hàng thì nó dễ hơn, còn cái này thì nó kiểu như nó hình chữ U đó, mà chủ nhà máy người ta tiết kiệm diện tích á, người ta không muốn làm thẳng thẳng dài ra